Chào đón năm mới của người chỉ để bằng số ẩn ẩn. Con số gì ra, con số gì ra, con số gì lên là con số gì lên, con số gì kinh là con số gì kinh. Chào đón đến với lò heo chánh hưng bé ba. Đừng suy mà đừng nghĩ. Tài năng sân khấu mê trường. Lưỡi ấy tại mình đừng nói em mà kêu lộn gì em là kim nữ lương tơ. Chào mừng đến với tiếng hát người đẹp Bắc Ninh sang sang. Người đẹp Hương Hỏa. Gì đây con số gì đây? Con số gì ra, con số gì ra, con số gì ra là con số gì lên, con số gì kinh là con số gì kinh. Chào đón tiếng hát người đẹp Cẩm Nhung. Và quý cô đi vô rừng mà bằng con theo làm chi, rừng u băng nam muối cậu ra là ông sông. Người đẹp Túc Tù Châu Pha. Em kêu số gì đây cùng với em kêu nữ lâu tơ. Tài năng sân khấu Xuân Tâm. Và bây giờ chúng ta cùng nhìn ngắm lại những bông hoa xinh đẹp của đồng đô tô Sài Gòn Tân Thời với chủ đề gương mặt thân quen bạn A tối đêm nay. Lê Trường, Châu Pha, Cẩm Nhung, Xuân Tâm, bé Ba, Trúc Hạ, Duy, Ẩn Ẩn, Sang Sang, Hương Hỏa. Con số gì lên là con số gì lên, con số gì kinh là con số gì kinh. Và lời nói đầu tiên trong quyền sẽ được gửi đến toàn thể tất cả quý vị đang có mặt tại sân khấu C30 cũng như tất cả quý vị đang xem live stream của Đòn. Sẽ được kính chúc tất cả quý vị một đêm cuối tuần nhiều sức khỏe và luôn luôn gặp nhiều may mắn. Và ngay từ bây giờ chương trình ca nhạc của Đoàn Sài Gòn Tân Thời bắt đầu. Mời tất cả quý vị khán giả mình nhanh chân có mặt ở sân khấu. Chúng ta cùng lựa chọn cho mình một chỗ ngồi ổn định nha. Và như thường lệ thì chúng ta sẽ có những quy tắc là kiểm tra lòng cầu về những con số. Và dòng loại đầu tiên vòng loại mệnh giá là 20.000 đồng. Cơ may sẽ được trao tay là một cái phiếu phong hàm giá trị của Cấp Mát. Và ngay từ bây giờ quý vị nào đã kịp lúc vòng loại nào các nhà mình nhớ đầu tư liền vòng loại đó. Và tí xíu nữa đây chúng ta sẽ có rất là nhiều vòng loại giá trị mệnh giá nó cao hơn. Và tương đương với những mệnh giá đó chúng ta sẽ có nhiều cơ may nhận qua những giá trị rất là cao. Và đặc biệt những phần quà đặc biệt thì chúng ta sẽ được đến với sự góp mặt của nhà tài trợ ẩm thực Trần Đà Nẵng sẽ được luôn luôn đồng hành và tài trợ với những vòng loại cực kỳ đặc biệt như trên. Và ngay từ bây giờ như tuần này thì người sẽ mời một vị khán giả có mặt ở đây. Chúng ta cùng nhau hỗ trợ Đoàn bằng cách để chúng ta bước lên sân khấu để cùng nhau kiểm tra lòng cầu về những con số nha. Dạ, rồi em mời anh. Lâu lắm luôn rồi đó. Rồi bước lên đi à. Rất là lâu nha. Trời, từ thời mà Rubik tới giờ bỏ Đoàn 3 năm rồi đó. Bây giờ xin mời khán giả mình khoan bôi, có vội nha quý vị nha. Chúng ta khi mà đã mua vé xong rồi đó, chúng ta có thể là hướng mắt lên sân khấu, cùng nhau mình kiểm tra lòng cầu về những con số. Và đặc biệt là 60 con banh được nằm trên ba cái dĩa ở bên kia là tiền tiêu trị giá là 500.000 đồng. Rồi bây giờ chúng ta nhớ đầu tư liền tay nha. Sau khi mình tổng kết, mình kiểm tra xong banh và lòng cầu thì chúng ta sẽ được bắt đầu chuẩn bị chờ số nha. Rồi Trúc Hạ xin một vé, cho một vé đi. Dạ 60 hợp lệ không ạ? Rồi bây giờ mình tặng một vé nha. Mình dò liền dòng loại này, dòng loại đầu tiên nha. Và ngay từ bây giờ vòng loại đầu tiên Quyền sẽ được mến chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn. Mấy gì ra mấy gì ra mấy gì đây, mấy gì ra mấy gì ra mấy gì đây. Trời mà không nợ chiếc ta, cơn tay nhăn nhăn tiếng đỏ. 15 con 15